Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 3 năm nay, DOH đã thống kê 1.112 trường hợp mắc căn bệnh hô hấp này, cao gấp gần 34 lần so với cùng kỳ năm ngoái, với 54 bệnh nhi tử vong và đều là trẻ em dưới 5 tuổi. Các ca mắc bệnh gia tăng chủ yếu ở 5 khu vực thuộc đảo chính Luzon, miền Trung và miền Nam Philippines, trong đó 77% là trẻ dưới 5 tuổi. Người trưởng thành từ 20 tuổi trở lên chỉ chiếm khoảng 4% số ca bệnh. Ho gà là một bệnh lây nhiễm rất mạnh do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Bệnh lý này lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác, chủ yếu qua các giọt bắn do ho hoặc hắt hơi. Bệnh này có thể gây ra các biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt đối với trẻ sơ sinh. Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh ho gà đó là tiêm chủng.